Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin buổi sáng hôm nay thứ năm ngày 21 tháng 9 năm 2023. Mình phải cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công. Thưa các bạn, trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới giằng co trước khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ định kỳ kéo dài 2 ngày. Ở trong nước, giá vàng miếng có nơi tăng nhẹ, có nơi giảm nhẹ, nhưng vẫn duy trì ở trên ngưỡng 69 triệu đồng một lượng. Do đó, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới được giữ vững ở mức 12.700.000 đồng một lượng so với giá vàng miếng và 1.400.000 đồng một lượng so với giá vàng nhẫn số 9. Hiện, giá vàng SJC niêm yết ở chiều mua phổ biến ở quanh mức 68.500.000 đồng một lượng và ở chiều bán quanh mức 69 triệu 300 nghìn đồng một lượng. Giá vàng nhẫn bố số 9 niêm yết ở hai chiều mua bán cao nhất tại 57 triệu đồng một lượng và 58 triệu đồng một lượng. Cụ thể, vào thời điểm sáng nay, giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh niêm yết ở chiều mua vào tại mức 68 triệu 500 nghìn đồng một lượng, chiều bán 69 triệu 200 nghìn đồng một lượng. Tại Hà Nội, hiện đang niêm yết ở chiều mua tại mức 68 triệu 500 nghìn đồng một lượng và 69 triệu 220 nghìn đồng một lượng chiều bán. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại SJC 700 nghìn đồng một lượng. Cùng tại thời điểm, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh ở mức 68 triệu 550 nghìn đồng một lượng và 69 triệu 250 nghìn đồng một lượng. Tại Hà Nội, hiện đang có mức giá cao hơn so với tại thành phố Hồ Chí Minh khi ở chiều mua đứng tại mức 68 triệu 550 nghìn đồng một lượng và 69 triệu 400 nghìn đồng một lượng chiều bán. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán tại Doji từ 700 cho đến 800 nghìn đồng một lượng. Vàng SJC tại PNG niêm yết giá mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội như sau. Tại Hà Nội đang có mức giá ở chiều mua 68 triệu 600 nghìn đồng một lượng, chiều bán 69 triệu 300 nghìn đồng một lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có mức giá tương tự so với tại Hà Nội khi ở chiều mua đứng tại mức 68 triệu 600 nghìn đồng một lượng, còn ở chiều bán 69 triệu 300 nghìn đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại PNG 700 nghìn đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Phú Quý SJC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 68 triệu 550 nghìn đồng một lượng, chiều bán 69 triệu 250 nghìn đồng một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu, ở chiều mua đứng tại mức 68 triệu 570 nghìn đồng một lượng, chiều bán 69 triệu 180 nghìn đồng một lượng. Tại My Hồng SJC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 68 triệu 600 nghìn đồng một lượng, còn ở chiều bán 68 triệu 950 nghìn đồng một lượng. Tại ngân hàng Eximbank, ở chiều mua đang giao dịch tại mức 68 triệu 600 nghìn đồng một lượng, chiều bán 69 triệu 100 nghìn đồng một lượng. Giá vàng nhẫn bố số 9 vàng nữ trang. Theo đó, ở chiều mua, hiện đang niêm yết mức giá từ 22 triệu 213 nghìn đồng một lượng đến 57 triệu 050 nghìn đồng một lượng. Còn ở chiều bán, có mức giá niêm yết từ 24 triệu 213 nghìn đồng một lượng đến 58 triệu đồng một lượng. Tiếp theo, mời các bạn hãy cùng theo dõi tỷ giá ngoại tệ tại thị trường chợ đen. Thưa các bạn, cuộc họp chính sách tiền tệ định kỳ của Fed đã bắt đầu vào phiên ngày hôm thứ Ba và kết thúc vào chiều ngày hôm thứ Tư theo giờ của Mỹ, tức rạng sáng nay theo giờ Việt Nam. Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch của sàn CME, trước đó, giới đầu tư dự báo Fed
sẽ không nâng lãi suất trong cuộc họp lần này, đặt cược khả năng 99% ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới sẽ giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức từ 5,25 cho đến 5,5%. Thị trường cũng đang đặt cược khả năng 29% Fed sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 11. Ngoài quyết định lãi suất, Fed cũng sẽ đưa ra cập nhật dự báo kinh tế Mỹ. Nhà đầu tư chờ xem tuyên bố của Fed và cuộc họp báo của Chủ tịch Fed ông Powell sẽ có những đánh giá như thế nào về đường đi của lạm phát, tăng trưởng kinh tế và chính sách tiền tệ trong thời gian tới. Các chuyên gia cho rằng, những cú sốc về nguồn cung như giá dầu leo thang khiến cho Fed rơi vào tình thế khó khăn khi nó vừa khiến cho lạm phát tăng, vừa kiềm chế tăng trưởng kinh tế, khiến cho Fed phải loay hoay không biết nên giữ nguyên lãi suất hay là tiếp tục tăng để kiểm soát lạm phát. Ông Edward Moza, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Onda của Mỹ cho biết, các ngân hàng trung ương trên toàn cầu đưa ra một thông điệp chung về việc chu kỳ tăng lãi suất sắp kết thúc, đó là yếu tố sẽ thúc đẩy cho giá vàng. Nhà phân tích thị trường cấp cao ông Jim Wyckoff của sàn Kitco Metal nhận định, kỳ vọng trên thị trường bây giờ là Fed sẽ tiếp ngả về cứng rắn trong chính sách tiền tệ, vì họ muốn kéo lạm phát về gần hơn ngưỡng mục tiêu 2%. Sự cứng rắn đó của Fed sẽ không có lợi cho giá vàng. Được mong chờ nhất sẽ là cuộc họp báo của Chủ tịch Fed ông Powell và tuyên bố sau cuộc họp của Fed có thể sẽ đưa ra những tín hiệu về những gì Fed sẽ làm trong thời gian từ nay tới cuối năm. Khả năng Fed giữ nguyên lãi suất cao hơn lâu hơn đã đưa lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ lên mức cao nhất trong 16 năm trong phiên ngày hôm thứ Ba, đạt hơn 4,39%. Vàng là tài sản không mang lãi suất, nên lãi suất trái phiếu tăng gây áp lực giảm giá lên vàng. Đồng đô la Mỹ ít biến động trước khi kết quả cuộc họp của Fed được công bố, với chỉ số đồng đô la Mỹ dao động ở quanh ngưỡng 105 điểm. Triển vọng lãi suất cao hơn lâu hơn của Fed và sự vững vàng của nền kinh tế Mỹ so với các nền kinh tế lớn khác là động lực đưa đồng đô la Mỹ tăng giá mạnh trong thời gian gần đây. Theo dữ liệu từ FactSet, chỉ số đồng đô la Mỹ đã tăng khoảng 1,5% trong vòng một tháng trở lại đây và tăng gần 3% trong 3 tháng qua. Tuy nhiên, mức độ giảm của đồng đô la Mỹ khá khiêm tốn. Giới đầu tư hiện đang lo ngại Fed dừng đợt này nhưng có thể sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 11 và giữ ở mức cao trong thời gian dài hơn. Dù vậy, theo đánh giá của các chuyên gia, trong dài hạn, vàng vẫn có nhiều triển vọng tăng giá. Thưa các bạn, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin buổi sáng hôm nay, thứ Năm ngày 21 tháng 9 năm 2023 trên kênh của Minh Phát. Đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Chúc các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công. Các bạn cũng đừng quên nhấn giúp mình phát một like nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.